Xin chào tất cả mọi người, mình là Lala, là admin của Mới Uclub Club. Nếu các bạn có niềm đam mê với MU Online thì đừng bỏ lỡ server chiến binh của Mới Uclub Club nhé. Vì đây là MU duy nhất có hệ thống Bankmaster mua lại G-Coin giúp giá trị đồ trong game được giữ ở mức ổn định. Các bạn có thể thoải mái cày cuốc, buôn bán, đầu tư và kiếm lời một cách nhanh chóng. Đồ trong game hiếm khiến giá trị cực cao, bạn nghĩ thế nào nếu mỗi viên ngọc bạn săn được với giá từ 15 đến 20 nghìn đồng trên một viên? Điều này hoàn toàn có thể trong MU Club. Chuỗi các sự kiện lớn như Đại chiến Thảo Ngọc, Đại chiến Santa, Đại chiến Summer sẽ được đổi mới và diễn ra hàng ngày tại Sub Event. Các bạn nhìn xem, hàng nghìn con Thảo Ngọc đông như thế này thì tha hồ mà săn ngọc và PK nhé! Và hơn nữa, các bạn có thể thỏa sức giải trí, thử vận may của mình bằng hệ thống đặt cược may mắn trực tiếp in-game để kiếm tiền nhé. Cùng với đó, dàn admin toàn trai xinh gái đẹp nhiệt tình năng động với 9 năm kinh nghiệm, cam kết tổ chức sự kiện tương tác với anh em ngập tràn mỗi tuần. Ngoài ra còn vô vàn điều hấp dẫn khác khi các bạn tham gia MU Club. Nhanh tay truy cập muclub.com. Hẹn gặp lại các bạn trong game để PK cùng Laza nhé. Xin chào!